Sim ơi, thách chị thăm bé Gino của chị VV ạ. Chị Sim ơi, chị VV sinh em bé rồi đó. Thách chị Sim gặp được bé Gino. Chị Sim với anh Kai gặp bé Gino đây ạ. Bé Gino. Ok các bạn ơi, và để hoàn thành xong bức tranh này là 4 giờ sáng nha. Hey, thử thách Simi ẵm em bé. Hôm nay mình và Kairo sẽ thăm bé Gino, em của chị VV và anh Đạt Đức. Và để chúc mừng bé Gino ra đời thì cô Sim ở đây không thể nào không tặng quà cho con được. Đoạn này bé Gino đợi cô Sim xíu nha. Cô Sim vẽ hơi chậm một xíu nhưng không sao, cô Sim hy vọng là bé Gino sẽ thích món quà của cô. Và trước khi bắt đầu video này thì các bạn cũng đừng quên giúp cho video của Sim đạt được 5 like và gửi cơ bài trong việc này. 3, 2, 1, thank you, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu video thôi, let's go. À đó, bắt đầu gọi là chuẩn bị quà cho bé Gino thôi, let's go. Và để vẽ bức tranh này thì mình phải sketch trước nha mọi người. Đấy. Quá trời. Với bức tranh lần này thì xin sẽ quyết định là vẽ khoảng khắc chị VV và Hương Đức ôm bé chào đời với cái trang phục này nha mọi người. Đó, sự kết hợp hoàn hảo. Let's go. Và thật sự là để làm xong cái này thì mình thấy nó cũng hơi bị lâu nha cả nhà yêu. Thì nói chung là cũng mất xương xương, là cũng sketch thôi, là cũng mất tầm 30 phút rồi đấy. Tôi vẫn chưa xong. Trời ơi, cười. Ok các bạn, chúng ta đã xong cái sketch nha mọi người. Trời. Ok, nói chung là hy vọng là mình sẽ vẽ nó ra thành quả. Let's go. Xong sketch, chúng ta là mất tầm 20 phút. Và bây giờ nó sẽ tô màu cho mọi người, let's go. Ok các bạn ơi, và để hoàn thành xong bức tranh này là 4 giờ sáng nha. 4 giờ sáng, oh my gosh, 4 giờ sáng. 4 giờ sáng, gosh. Nhưng hôm sau mình đã hoàn thành, ok. Chúng ta sẽ ghi tên anh chị lên, chị VV. Mình sẽ ghi chị. Thôi cho em xin phép mình ghi chị VV nha chị. Ghi chị VV hay là chị, ủa gì đây? Gì đây? Dâu báo quá, dâu không ngủ. Đúng rồi, nãy chưa tôi thấy là. Ok, mình sẽ ghi chị VV nha. Đây. Trong lúc tôi đang ký tên thì mình sẽ ghi tên chị VV, anh Thạc Đức và bé Gino. Đó. Đây
Sao? Mà là sao mới cho anh này? Mệt quá. Thì ok, bây giờ mình sẽ đi ngủ. Mình quá mệt rồi. Sao sao để hệt đứt có điều vàng cái gì? Có, tức là Sim sẽ đây, Sim sẽ vẽ y chang cái bộ mà hai anh chị gọi là quay TikTok cái thấy không? Uh-huh. Đó. Mấy là anh hệt đứt có điều vàng luôn hả? Có nè. À. Ok, hello mọi người. Hiện tại Sim với Kai gọi là đang gọi là trên đường đi tới nhà của chị BB Bánh Thắng Đức nè để gặp bé Gino. Trời, hôm qua là tôi thân tảng ma nhạy bao nhiêu thì bây giờ tôi đã sức sống trở lại các bạn ơi. Đó thì tụi mình hơi đi trễ một xíu các bạn ơi, bởi vì tôi ngủ hơi sâu. Tôi ngủ 12 giờ mới dậy lận. Trời ơi, vậy mà nhắn cho chị BB bảo mấy giờ tới coi. 1 giờ tới rồi. 1 giờ tới mà giờ nhiêu giờ rồi bây đây? Bây giờ là 1 giờ 45 rồi. Bây giờ là 1 giờ 45 nó mới chịu đi. Trời ơi, nếu chị BB và anh Thật Đức và bé Gino có xem được clip này thì cho em xin lỗi nha. Trời, em ngủ dữ quá. Đây. Tôi đã phải gọi là nói với anh Thật Đức và chị BB là do em đi nhầm đường rồi đó. Tất cả chỉ là hiểu lầm đây, ok. Đây chính là món quà gọi là của Simca chuẩn bị để tặng cho bé Gino này mọi người. Đấy. Ok, thì hẹn gặp các bạn tại lúc mà Sim với Kai gặp được chị BB Văn Tận Đức và bé Gino. Trời ơi, không gặp về là gia đình siêu đáng yêu đâu á. Một lúc sau. Nhá. À, đúng rồi, đây là Kai gọi là lần thứ hai, còn tôi là lần đầu tiên nha mọi người. Đúng rồi, nhưng đấy. Mà cái lần thứ hai này nó bất ngờ đó các bạn ơi, cho nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá cái nhà chị V của chị Kai nha. Rồi bữa nào mình cho bé vô chơi bé Mon. Trời, nhìn bé này dễ thương quá trời luôn, không biết chúng nên cho bé vô không ta. Không, anh Thạch Đức để ngoài mà. À vậy hả, ok, thì nói chung là lần đầu tiên mình vào nhà anh chị. Anh Thật Đức với chị về thì thấy trời gì đây? Cái gì mà nút bạc, nút vàng như vậy? Sao ba cái nút vàng như vậy? Ghê quá vậy? Đây còn đống nữa nè. À bên đây là của anh Thật Đức nè. Tôi nghĩ là tôi sẽ lên gọi là gặp anh chị mới được. Nó, tôi có quà tặng cho anh chị mà. Đây. Ok. Ok bạn, bây giờ mình sẽ cùng bắt đầu lên gặp chị VV mấy nhiên nộ mà ở đầu tầng. Ủa anh biết nó luôn kia nè. Ủa phòng nào ta? Không biết nữa. Mà xin gọi đại đi. Chị BB ơi, chị ở phòng nào giờ? Dạ không biết phòng nào nữa mới đi. Chắc phòng này á. Đúng rồi. Chị BB ơi. Hello anh, hello chị. Dạ con chưa. Thôi, lại cho gặp bé Gino. Trời dễ thương quá. Nói chung là hôm nay em với Kai gọi là tới thăm anh chị cũng có món quà. À xanh lè xanh lè. Đây là cho chị inbox luôn đó. Ok em, cảm ơn em nha. Xem nữa chị sẽ inbox. Trời ơi, mình cảm giác bé Gino rất là mỏng manh luôn mọi người. Trời ơi. Em dám mặn, em dám mặn không? Dạ. Em dám mặn không? Em không biết nữa. Ủa anh cũng sợ lắm, anh rung. Anh rung quá trời luôn á. Sợ mình đụng cái gì quá. Đúng không? Mà. Trời, tôi sợ lắm. Thấy mình quá. Cảm vô lắm nhiều cả. Đây, nói chung là đây là món quà em gọi là làm gần mất 2 tiếng vậy. Trời ơi, em ngồi đúng không ạ? Em ngồi ủng hộ, em ngồi cái bên ủng hộ thôi. Quá đã, bây giờ phải inbox và quà của Sim. À, đây. Tan 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 tan. Trời ơi, cái này em tự vẽ đúng không? Vâng, đây là tự vẽ. Sim là Sim vẽ rất đẹp cho mọi người. Đây, đây. Thì hai cái bộ đồ này của anh chị là cái bộ mà em vẽ trong lúc mà hai chị nhảy cái TikTok gọi là Boy or Girl. Oh, yeah, yeah. Em còn vẽ thêm cái bánh kem nữa. Cái bánh kem y chang như trong cái clip chị mới đây up luôn. Đúng rồi. À, còn đây là em bé Gino nha mọi người. Đó, là dễ thương. Trời ơi, cô teo vậy. Này chị cực lắm á chị, mẹ chị biết cực lắm. Còn cái này nữa, còn cái này nữa. Vậy cực lắm không mấy, bộ nào dễ chê hơn mà chuyện tóc nữa. Tâm thơ đập luôn cho các bạn xem. Em xin chúc gia đình nhỏ của hai anh chị luôn hạnh phúc và đã ấp tiếng cười. Cô Sim không biết tặng gì nên tặng con bức tranh siêu gì này nhé. Trời quá dễ thương. À, okay. À,
để bức tranh vô. Trời ơi đẹp dữ. Mở mắt kìa, mở mắt kìa. Mở mắt nhìn nghĩa. Thật đó. Thử thách simi ẩm em bé. Đó đúng rồi. Giờ xin phải nhìn vào camera không? Sao nó kiểu kiểu để kê. Đúng rồi. Cái TikTok. Ôi trời ơi. Nhìn cái mặt cứ xem cả. Sao nhìn mặt cứ cười. Chắc không quen. Đây không quen. Simi ra dáng mẹo á. Lấy cái bộ đồ em. Ra dáng mẹo. Ra dáng mẹ có con rồi đó. Trời ơi khoái nhìn cái đó. Nhìn cái. Ok thì cạnh này Sim đang bị bé Gino đây mọi người. Trời đất ơi, tôi nói bé Gino gọi là tôi rung cập cập luôn các bạn. Bởi vì thật sự là mình cũng chưa bao giờ bé em bé nha mọi người. Chưa bao giờ bé em bé sơ sinh đó, nên mình cũng không có kinh nghiệm. Nên nếu mà mình bé sai thì các bạn thông cảm cho Sim nha. Tại sao cái cạnh này giống như tôi với Ca, giống cặp vợ chồng trẻ có em bé nhỏ gì ta. Trời đất ơi, nhưng mà cũng trộm vía là hy vọng sau này Sim với Ca cũng sẽ gọi là gì ta, có một gia đình nhỏ đáng yêu chị bé bé vậy mọi người. Trời ơi Gino, nhìn cô hoài vậy trời, cô ngại đó nha. Đó thì cạnh này là Sim cùng với bé Gino, chị bé lên thật đất chụp hình kỷ niệm nè mọi người. Đó trời ơi, từ nay anh chị dễ thương quá trời. Và thêm bé Gino nữa, trời ơi bé rất ngoan nha, không có khóc gì hết trơn á. Trời ơi Gino 10 điểm. Ok các bạn ơi, và ngày hôm nay á là mình đã qua bên nhà của chị VV và anh Thạc Đức để thăm bé Gino nè. Đây chính là bé Gino đây các bạn ơi. Đây sẽ là lời mà mình sẽ gửi cho bé Gino chắc vào khoảng 10 năm sau. Đây bé Gino à, nếu mà gọi phải gọi là xưng bằng con đúng không? Con. Nếu mà nếu mà con có coi được video này của chú Kai thì đây. Thôi nói chung hãy chúc cho chú Kai thêm nhiều sức khỏe. Nếu mà 10 năm sau con coi được video này thì chú Kai xin chúc con là sẽ học thật là giỏi. Đó, rồi sau đó là trở thành một người tốt nè, chăm ngoan nè, sau đó là nghe lời bố mẹ nè. Nhớ nha, nếu mà có coi được video này vào 10 năm sau thì nhớ gửi lại cho chú nha, cho chú biết. Đúng, con Gino đi cho con 10 năm sau mà con có coi được cái video này con nhớ alo ngay cái khoảnh khắc đó, alo ngay cho chú Kai nha con. Dẫn chú Kai đi ăn liền, dẫn chú Kai đi ăn một bữa liền. Ăn lẩu liền. À. Mà em nói vui vui vậy nhiều, nếu mà sau này Gino em mà vẫn còn làm á, sau này Gino sẽ coi được video này. À đúng rồi. Nhớ nha Gino, nếu mà có đang coi video này mà đang hư là phải nghe lời mẹ nha Gino.